Với giá chỉ 15.000 đồng thì các bạn có thể ngồi lên xe buýt trên sông Sài Gòn, đi dọc bờ sông và ngắm cảnh Sài Gòn về đêm rất là tuyệt đẹp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt vé online nha. Tại vì cái này là mua online thôi, chứ các bạn mà tới bến mà mua thì không có chọn được giờ như ý của mình. À, vì là vé hết rồi, các bạn chỉ 15.000 đồng thôi mà. Cho nên người ta đặt online rất là nhiều và người ta đến bến nó mua ít lắm. Các bạn bấm vô Google nhé, Google. Sau đó các bạn bấm là Sài Gòn Waterbus, Sài Gòn viết liền. Sau đó là Water, Water là nước đó. Sau đó là Bus, Bus là xe buýt, Sài Gòn Waterbus là buýt trên sông. Đây, buýt trên sông bấm vô. Nè, đây là trang web của Sài Gòn Waterbus. Đây là trang chính chủ của cái nơi bán vé Sài Gòn Waterbus. Đây, sau đó là kéo lên nè, có nơi đi, nhập nơi đi, nơi đến, nhập nơi đến, rồi là ngày đi. Ngày đi thì chọn ngày, rồi tìm vé. Khi mình bấm nơi đi thì mình bấm bến Bạch Đằng, là đối diện bến Nhà Rồng. Xít lộn, bến Bạch Đằng là đối diện Nguyễn Huệ, đường đi bộ Nguyễn Huệ. Rồi sau đó là nơi đến, nơi đến thì có là bến Bạch Đằng, bến Bình An và bến tàu Thanh Đa, bến Hiệp Bình Chánh và tàu Thủ Thiêm, bến tàu Linh Đông. Những cái bến như là bến tàu Thanh Đa, bến Hiệp Bình Chánh, bến Thủ Thiêm và bến Linh Đông thì là những cái bến đó đi tầm khoảng 17:30 là hết vé rồi, không có bán. Đi ban đêm người ta không bán vì xa quá, nên chỉ là đi ban ngày thôi. Còn đi ban đêm là tới bến Bình An được rồi. Tới bến Bình An thì rất là đẹp. Tới bến Bình An thì có thể là xuống đó có cái quán cà phê, rồi uống cà phê xong thì 5 phút sau đi về. Mình có thể là đặt vé thứ hồi luôn, hoặc là tới đó thì ngắm cảnh xong thì bắt rắp về cũng được, mà không thì thứ hồi về cũng được, tùy theo mấy bạn lựa chọn là bến Bình An ha. Còn ngày đi, ví dụ như bữa nay là ngày 7/7/2024 thì mình chọn ngày mình phù hợp, như ngày thứ bảy chủ nhật, thế là ngày đời giờ mà không bị trời mưa hay là sao đó. Là bắt đầu ví dụ như mình chọn ngày 14 đi, 14/7 đi. Đó, là bắt đầu tìm vé. Đó, tìm vé thì nó sẽ ra cho mình. Đây, bến Bạch Đằng nè, bến Bình An nè, rồi là ngày 14/7 nè. Bắt đầu là tìm vé thì nó ra như thế này. Là 8:30 rồi 9:30 buổi sáng nha. Buổi sáng là cách 30 phút, 40 phút đó. Còn buổi sáng này, giờ buổi sáng này, còn giờ buổi tối thì đẹp hơn, đèn đồ đẹp hơn. Buổi tối là 17:30, 18:30, 19:30, 20 giờ, thì khoảng một tiếng có một chuyến. Đấy, đó, rồi bắt đầu là mấy bạn lựa chọn theo cái giờ yêu thích của mình. Sau đó thì các bạn á, là chọn giờ, ví dụ như mình chọn 17:30 đi. Thì mình đọc đọc cái này xong rồi mình tôi đồng ý. Bắt đầu đây là chọn số ghế. Ví dụ đây là có, ở trong đây là hai dãy ghế ở phía trong. Muốn chọn ở đây là cửa sổ, ngồi kế bên cửa sổ thì mình bấm vô đây, còn không mình chọn ở đây nè, phía đằng sau này á, thì mình chọn những cái ghế này thì ngồi đằng sau thì nó thoáng mát hơn đó, thì chọn đây. Còn chọn đây thì ngồi trong đây thì nó không có bị say, bị dằn. Còn ở ngoài thì selfie ngắm cảnh thì được, nhưng mà đi xe buýt á, thì ngồi phía trong phía ngoài gì thì lên tàu thì lúc đầu ổn định lắm, lúc sau thì mấy bạn muốn đi ra đi tới đi lui gì cũng được. Rồi xong rồi mấy bạn ví dụ chọn số ghế này đi thì 15.000 đồng, thì các bạn tiếp tục thì hiện ra cái trang là bến Bạch Đằng, rồi tiếp tục thì đó. Rồi bắt đầu bến Bình An, bắt đầu là đây, chọn điểm đến và chọn điểm đi, rồi tiếp tục thì nó sẽ ra cái số điện thoại của mình.
ghi họ tên, số điện thoại, email, rồi là đánh họ tên vô. Ví dụ mình đánh tên chị Yên Việt Nam Mi đi, đánh Yên Việt Nam Mi. Yên Việt Nam Mi. Rồi sau đó là số điện thoại gì đó, sau đó là email của mình. Đó, ví dụ email xong rồi á là bắt đầu á là mình tiếp tục. Mình tiếp tục sau đó là nó sẽ cho mình cái thanh toán, cái mã thanh toán. Vì lý do cá nhân nên mình không có ghi nhiều ở đây. Rồi, sau khi điền thông tin trên cái mã vé là tên mình, email, điện thoại chính xác, liên kết với ngân hàng của mình thì nó mình xác nhận, sau đó là nó sẽ ra cái mã QR cho mình thanh toán tiền liên kết với ngân hàng là VNPay. Thì mình bấm mã QR đó mình thanh toán VNPay của ngân hàng mình đang sử dụng trên cái app điện thoại của mình á. Khi mình đến bến Bạch Đằng thì mình đi sớm 10-15 phút, mình đưa cái vé trên cái điện thoại của mình ở trong email á, đưa cho chú bảo vệ có cái mã QR, thì người sẽ test cái mã QR đó và cho mình lên tàu xe buýt trên sông. Nếu như mà các bạn đặt vé mà viết sai email hay là sai cái gì đó thì cái khi mà đặt vé các bạn chụp cái ảnh màn hình là đã thanh toán tiền thành công, thì các bạn tới cái quầy bán vé, các bạn đưa cái thanh toán tiền thành công đó cho cái quầy, người ta sẽ in ra cho các bạn vé giấy, thì các bạn cứ sử dụng vé giấy đó đi qua cổng bình thường. Đó là trường hợp trục trặc sai email á các bạn.